Xin kính chào các bạn. Hôm nay ngày 6 tháng 4 năm 2021, tôi có một giò kiều nhỏ như thế này ạ. Giò kiều nó rất nhiều thân, có đến ngót 100 thân, nhưng nó chen chúc nhau và khá còi cọc. Tất cả thân của nó mọc đều đều chỉ chừng 40 phân ạ. Nó chen chúc nhau như thế này thì rất khó sinh sôi và nó cũng cứ coi cọc. Năm ngoái cũng một giò tôi đã xẻ đôi thì kết quả đến năm nay nó như thế này ạ. Từ một giò thân hoa cũng chỉ khoảng 40 phân, 40 cm ạ. Nhưng sau khi tôi xẻ và chăm sóc thì nhiều ngọn nó đã vươn dài đến 75-80 phân các bạn ạ. Và hiện giờ đầu tháng 4 dương lịch, nó đang nhú vài ngồng. Thế và đây là một nửa còn lại. Nửa còn lại nó cũng phát triển tương đối tốt. Mặc dù có một vài thân đợt sương muối năm ngoái nó rụng hết lá, nhưng mùa hoa này cũng đang ra rất nhiều ngồng hoa mập mạp các bạn ạ. Hy vọng là 1-2 tuần tới chúng tôi sẽ khoe các bạn những cái ngồng hoa kiều tím. Và quay trở lại đây, cái giò năm nay tôi lại muốn xẻ đôi đây ạ. Nó cũng đang ra rất nhiều ngồng hoa. Bởi vậy tôi tỉa bớt một vài ngồng hoa để dưỡng sức cho lan. Không biết làm như vậy có đúng không ạ? Năm ngoái có những giò kiều ra hoa quá sai, tôi cũng tỉa bớt và hy vọng là để dưỡng cây. Nhưng cũng mong có một số bạn thì nói rằng tỉa bỏ như vậy thì không có tác dụng gì. Tôi thì kinh nghiệm rất ít, kinh nghiệm chơi lan rất ít, rất mong là được đón nhận những cái ý kiến bảo ban của các bạn để tôi có những giò kiều ngày càng sinh động hơn. Thưa các bạn, và đây, tôi nhổ giò kiều lên thì hình hài bộ rễ bên dưới của nó như thế này ạ. Những rễ mới thì còn tươi nguyên, còn những cái sợi rễ của những năm trước thì nó đã hoai mục, không sao cả. Và tôi đang tìm xem là cái lát cắt giò kiều này làm sao cho kiều ít tổn thương nhất. Chúng tôi hay nói đùa rằng mình chuẩn bị xẻ đôi giò kiều cũng thận trọng như những nghệ nhân cắt kim cương vậy. Thưa các bạn, sau một hồi loay hoay, tôi đã cắt đôi được giò kiều như thế này ạ. Nửa này của nó khoảng 25 thân. Khoảng 25 thân. Và nửa còn lại khoảng hơn 70 thân gì đó. Tức là tổng giò kiều này thì mặc dù nó còi cọc, thân nó ngắn, nhưng mà tất cả nó khoảng ngót nghét xấp xỉ 100 thân. Thưa các bạn, ngày xưa khi thấy những cái sợi rễ kiều nó hoai mục như thế này là chúng tôi hơi hốt hoảng. Giờ thì mới hiểu rằng không sao cả, miễn là chúng ta chăm sóc để kiều không bị bệnh là được. Khi kiều trổ những ngồng thân mới thì khắc nó sẽ cho ra rễ mới. Và phần nửa giò kiều, nửa nhỏ xẻ ra chúng tôi sẽ trồng vào đây ạ. Bên dưới tôi phủ cho nó một ít xốp, một ít dớn, vỏ thông. Tôi để lẫn lộn và tôi trồng cái khóm kiều vào đó. Xung quanh tôi chèn thêm, cài thêm những cái mảnh vỏ thông để cho nó giữ cái đế nó được chắc chắn. Chúng ta có thể cắm những cái đũa hoặc là dùng dây thít thít từ mặt chậu bên kia sang mặt chậu bên này để kiều đỡ bị lay gốc trong quá trình ra rễ, phải không ạ? Thưa các bạn, và đây là phần nửa còn lại khoảng hơn 70 thân. Thì tôi trồng lại nó vào cái mảng lũa như thế này. Sau mượn ngày để cho kiều khô rễ, những vết xây sát nó
lên da. Tôi đã phun nước cho nó thì hình hài giò kiểu mới của chúng ta như thế này ạ. Ở bên dưới và xung quanh, tôi cũng chèn bằng rớn, bằng vỏ thông và buộc một hai cái dây thít chằng vô rễ của nó. Có lẽ là tôi sẽ phủ thêm một ít rêu lên trên mặt chậu, lên trên mặt cái khúc gỗ lụa để cho kiều nó có độ ẩm tốt hơn. Như chúng tôi đã thưa với các bạn, xung quanh việc chúng tôi xẻ giò kiều này ra thì chắc chắn có những ý kiến trái chiều. Cũng có bạn sẽ bảo rằng người ta đang mong có những cái rễ kiều thật lớn thì tôi lại đi xẻ ra. Nhưng xin thưa với các bạn, do kinh nghiệm của tôi quá ít ỏi, hôm nay xin mạnh dạn chia sẻ với các bạn để mong đón nhận những cái ý kiến chỉ bảo của các nghệ nhân và các bạn giàu kinh nghiệm để tôi ngày càng có những giò kiều đẹp hơn ạ. Thế còn đây, như các bạn biết là dê kiều tôi mua của bạn Lan Hương đấy ạ, cũng sẽ làm đôi thì nó đang cho ra những cái ngồng hoa đầu tiên như thế này. Tôi cũng chỉ dám để lại một hai ngồng hoa để xem màu sắc của nó như thế nào thôi ạ. Kính thưa các bạn, kiều đang vào mùa trổ hoa và sinh sôi. Trong thời gian tới đây, chúng tôi lại mạnh dạn xin được chia sẻ những clip về kiều. Thưa các bạn, những hình ảnh chúng tôi chia sẻ với các bạn, tôi xin đính chính đây là kiều tím Bắc để tránh nhầm lẫn với kiều tím miền Trung, kiều hường hoặc kiều tím gọi chung chung. Rất mong được đón nhận những ý kiến phê bình của các bạn. Xin cảm ơn các bạn lại hạ cố ghé xem và xin thành thật kính chúc các bạn sưu tầm được những giò lan đẹp phù hợp với sở thích và điều kiện của mỗi chúng ta. Những lời chúng tôi thưa thốt trong clip này có gì sai lạc, quý xin được các bạn cảm thông. Thân ái, kính chào các bạn.